Hello, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể trích xuất hình ảnh từ video để làm cái hình đại diện cho chính video đó trên YouTube nha. Người ta gọi đó là thumbnail thôi chứ không gì hết. Thì khi mà chúng ta quay xong video thì chúng ta lưu lại rồi chúng ta đi về thôi, chúng ta quên chụp lại một cái bức ảnh xinh xinh để làm cái hình đại diện thì đi về rồi thì chúng ta hơi bị phân vân là không biết nên kiếm cái hình ảnh nào trong cái khoảnh khắc mà chúng ta vừa quay, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể trích xuất hình ảnh từ chính cái video mà chúng ta đã quay đây. Chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất cũng là cái cách đơn giản nhất là chúng ta dùng một cái phần mềm đã có sẵn trên máy tính nha. Thì trước khi tiến hành trích xuất thì chúng ta cần phải lựa coi cái khoảnh khắc nào trong video nó hay nhất, hay là nó có cái điều thú vị nhất mà chúng ta muốn trích xuất ra. Ví dụ như mình đang quay cái vườn chuối này, mình tìm cái khung hình nào nó hay hay, nó thú vị. Ví dụ như là cái hình cái buồn chuối này đi ha, ở miền Nam thì người ta gọi là cái buồn chuối đó. Giả sử mình muốn lấy cái hình này ra thì làm thế nào? Thì chúng ta dùng cái phần mềm có sẵn trên máy tính thôi, từ Windows 7, Windows 8.1 cho đến Windows 10 thì nó đã có sẵn rồi. Phần mềm nó tên đó là Nispin Tool, nó có sẵn nha, chúng ta không phải cài. Rồi khi mà nó hiện lên cái này rồi thì chúng ta chọn cái phần đó là view nha, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng mờ. Bây giờ chúng ta sẽ rê chuột để tiến hành quét. Các bạn đè chuột trái kéo giữ và kéo đến cái khung hình mà các bạn muốn. Cái này giống như là chúng ta đang chụp màn hình thôi, và lợi dụng cái thao tác này để lấy được cái hình này trong video nha. Đó, thì bây giờ chúng ta đã có một cái hình như thế này rồi. Bây giờ thì lưu lại trong cái thư mục nào đó thôi. Rồi sau khi dùng xong rồi chúng ta tắt thôi, và chúng ta có cái bức hình như thế này. Và dùng cái bức hình này chúng ta có thể design, thiết kế thêm chữ hiệu ứng vô để có thể làm cái hình đại diện trên YouTube. Thì người ta gọi đó là thumbnail thôi. Để làm cái thumbnail cho video thì chúng ta có rất nhiều cách. Có nhiều bạn thì dùng Adobe Photoshop dành cho dân chuyên nghiệp, còn nếu như bạn nào muốn làm nhanh lẹ thì có thể dùng Canvas ha. Thì mình nghĩ là chúng ta nên dùng Canvas đi để tiết kiệm thời gian và loại bỏ đi những cái thao tác khó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng chính chương trình xem video để trích xuất luôn. Ví dụ như mình đang dùng cái chương trình xem video đó là mbc.hc ha. Thì mình nghĩ bạn nào làm YouTube thì cũng có phần mềm này rồi. Ở đây thì chúng ta vào cái phần file và chọn cái phần đó là save may thôi đó. Thì nó cũng lưu lại cái bức hình đây. Ở đây thì tùy theo mục đích, nhu cầu mà các bạn muốn xây lại thành file JPEG hay là PNG. Theo mình thì mình dùng nhiều đó là file PNG đó. Đấy ha. Rồi dùng cái hình này đi thiết kế design thôi, hay là up thẳng lên cái hình này lên YouTube làm hình đại diện luôn cũng được ha. Tại vì khi mà bạn up lên video lên YouTube thì nó sẽ chọn ngẫu nhiên ba cái hình bất kỳ trong video của bạn để làm thumbnail. Có những cái hình nó xấu lắm, thì việc này thì chúng ta có thể kiểm soát được là muốn cái khung hình này làm hình đại diện chỉ vậy thôi. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba thì các bạn dùng cái chương trình làm video của các bạn đang dùng luôn ha. Ví dụ như mình đang dùng Camtasia nè, thì bạn nào làm YouTube thì đã quá quen với cái phần mềm này rồi, hầu như nó là một cái người bạn đồng hành của YouTuber luôn rồi ha. Thì cũng có nhiều phần mềm lắm, Premiere cũng được, nhưng mà Premiere nó quá cầu kỳ và phức tạp, cái này thì nó nhanh lẹ gọn. Giờ thì đây, ví dụ như kiếm cái khung hình thôi.
Nè, ví dụ như là cái quài chuối này khá là đẹp nè. Bây giờ thì để lấy cái hình này ra khỏi video thì chúng ta chọn cái phần đó là đâu rồi nhỉ? À, trong cái phần đó là share nha. Và export frame as thì tìm đến cái nơi lưu thôi. Không lưu đâu cũng được. Đó, file PNG đúng không? Save lại. Thì bây giờ chúng ta đã có ba cách rồi, cách nào cũng được tùy theo cái ngữ cảnh, hoàn cảnh mà các bạn có thể linh hoạt để áp dụng nha ha. Đấy, cũng nó không đấy, hình ảnh này. Rồi, thêm chữ vô, design vô, rồi up lên YouTube cùng với video này thôi ha. Được chưa? Các bạn hình dung nãy giờ mình hướng dẫn chưa? Rồi, để mình tóm tắt lại nội dung của video này nha. Đó là chúng ta có 3 cách để trích xuất hình ảnh từ video để làm thumbnail trên YouTube. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng cái phần mềm đó là Nispin Tool. Nó có sẵn trên hệ điều hành của bạn rồi, bạn không cần phải cài lại ha. Nó tên là Nispin Tool. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng cái chương trình xem video đó là MVC HC64. Và mình nghĩ nếu như bạn nào chưa có phần mềm này thì nên cài lẻ đi, tại vì nó là một cái phần mềm hỗ trợ đắc lực cho việc xem video nha. Những cái định dạng khó mà những cái phần mềm khác không xem được, nhưng mà phần mềm này nó lại xem được đấy nha. Nó rất là mạnh và nó hỗ trợ đắc lực cho bạn nào làm YouTuber đấy. Thì khi mà các bạn có phần mềm này rồi, vào cái phần save và save email nè, file save email để trích xuất cái hình ảnh này ra. Cách thứ ba đó là dùng Camtasia, vào cái phần đó là share export frame as để tiến hành trích xuất hình ảnh nha. Chỉ vậy thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube và thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại.